Trong 10 sư đoàn bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, có 4 sư đoàn nổi danh ở 4 vùng chiến thuật. Ở vùng 1 là sư đoàn 1 bộ binh, vùng 2 là sư đoàn 23, vùng 4 có sư đoàn 21 bộ binh và sư đoàn 5 ở vùng 3 chiến thuật. Đó là những sư đoàn gánh vác trách nhiệm ở những vùng chiến trận ác liệt nhất, chịu tổn thất nặng nề nhất và cũng tạo nên nhiều chiến công lẫm liệt nhất. Gốc gác của sư đoàn 5 bộ binh là từ vùng cực Bắc Việt Nam. Trong thời chiến tranh Đông Dương, Pháp đã tuyển mộ dân gốc thiểu số Nùng để thành lập các đơn vị tuần tiễu biên giới sát với Trung Cộng. Nhiều người trong số họ là dân Nùng bên Trung Quốc chạy sang Việt Nam để lánh nạn Cộng sản. Và vị chỉ huy các đơn vị Nùng đó là Đại tá Vòng A Sáng, sau này cũng là vị tư lệnh đầu tiên của sư đoàn 5 bộ binh. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, chia đôi lãnh thổ Việt Nam ở vị tuyến 17, các tiểu đoàn Nùng mang số hiệu 32, 67, 71, 72 và 75 được chuyển vào khu vực Ba Ngòi thuộc tỉnh Khánh Hòa, phía nam thành phố Nha Trang. Sau đó là di chuyển vào sông Mau thuộc tỉnh Bình Thuận. Ngày 1 tháng 2 năm 1955, sư đoàn 6 bộ binh chính thức được thành lập dưới quyền chỉ huy của Đại tá Vòng A Sáng. Ngày 1 tháng 8 năm 1955, sư đoàn đổi tên thành sư đoàn 6 giả chiến. Đến ngày 9 tháng 9 năm 1955, lại được bổ sung quân số và đổi tên thành sư đoàn 41 giả chiến. Sau đó đến ngày 1 tháng 11 năm 1955, lại đổi tên thành sư đoàn 3 giả chiến, trước khi vĩnh viễn trở thành sư đoàn 5 bộ binh vào tháng 1 năm 1959. Từ đó về sau, Tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh bố trí các sĩ quan và binh lính Việt vào sư đoàn, lính Nùng không còn chiếm đa số nữa. Bộ tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh vẫn ở lại sông Mau, trong khi đó đa số các đơn vị của sư đoàn này đã chuyển về Biên Hòa, thay thế cho sư đoàn 7 bộ binh được đưa về Cần Thơ. Vào tháng 11 năm 1960, hai trung đoàn 7 và 8 cùng bộ tư lệnh tiền phương thì đóng ở vùng 3 chiến thuật, trong khi đó trung đoàn 9 và hậu cứ thì còn trấn đóng ở vùng 2. Khi xảy ra cuộc đảo chánh lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, quân sĩ sư đoàn 5 dưới sự chỉ huy của Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đã tham chiến với trọng trách tấn công vào Chinh Cha Long. Từ đó, cuộc đời binh nghiệp của Đại tá Nguyễn Văn Thiệu đã chuyển hướng và sau này trở thành Tổng thống của nền đệ nhị Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đến tháng 7 năm 1964, sư đoàn lại dời về Phú Lợi, cách thị xã Bình Dương vài cây số về phía đông. Qua tháng 2 năm 1970, khi quân Mỹ bắt đầu rút về nước, sư đoàn 5 bộ binh lại chuyển vào căn cứ Lai Khê, là nơi đóng quân của sư đoàn 1 bộ binh Hoa Kỳ. Các đơn vị của hai sư đoàn Việt-Mỹ đã tổ chức nhiều cuộc hành quân phối hợp trong vùng lãnh thổ ba tỉnh Bình Dương, Bình Long và Phước Long. Vùng trách nhiệm của sư đoàn 5 bộ binh toàn rừng rậm, trải dài từ biên giới Việt-Miên, là con đường tiếp tế chuyển quân lén lút của địch vào miền Nam. Nơi đây có những mặt khu nổi tiếng như chiến khu D, Tam Giác Sắt, Hố Bò, Bờ Lờ. Lợi dụng chính sự miền Nam nhiều trở trắm, quân địch mở nhiều trận đánh long trời, mà số thiệt hại nhân mạng mỗi bên lên đến hàng ngàn người lính mỗi trận. Điển hình là trận Đồng Xoài vào mùa hè năm 1965, trận Đồn Điền Mechelit vào tháng 11 cùng năm. Qua chiến trận, sư đoàn 5 bộ binh thực sự lớn mạnh, thiện chiến từ năm 1969 khi dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Quốc Thuần. Khả năng chiến đấu và tinh thần binh sĩ lên cao nhờ vào tài chỉ huy của các sĩ quan trẻ thuộc thế hệ mới, cùng với sự đóng góp của các sĩ quan thuộc quân trường võ bị quốc gia Đà Lạt, trường sĩ quan chuẩn bị Thủ Đức, cũng như sự góp mặt lần đầu tiên của 39 sĩ quan khóa 1 Đại học Chiến tranh Chính trị. Năm 1969, sư đoàn 5 là đơn vị bộ binh đầu tiên được tuyên dương công trạng trước quân đội lần thứ 6 và các quân nhân trực thuộc được vinh dự mang dây biểu chương màu đỏ bảo quốc quân chương cao quý của Việt Nam Cộng Hòa. Trong năm 1970-1971, sư đoàn đã tham dự các cuộc hành quân toàn thắng đánh sâu vào lãnh thổ Campuchia, triệt hạ cơ sở hậu cần của Trung ương Cục miền Nam. Trong trận Snow vào năm 1971, một tiểu đoàn của sư đoàn 5 bộ binh đã tấn công tràn ngập một căn cứ cộng quân ngang cấp và sau đó đã đánh phản công một trận để đời, lói khỏi vòng chiến một trung đoàn địch, hạ sát toàn bộ ban tham mưu trung đoàn này của chúng. Tuyệt vời nhất có lẽ là trận tự thủ An Lộc dưới quyền chỉ huy của tướng Lê Văn Hưng vào năm 1972, khi ba sư đoàn thiện chiến của quân địch dưới sự yểm trợ của chiến xa và phi pháo 130mm cộng với dàn hỏa tiễn tối tân nhất do Liên Xô và Trung Cộng tiếp viện để tấn công ồ ạt vào miền Nam. Chúng đã mưu toan đánh chiếm An Lộc để mở đường tiến quân vào thủ đô Sài Gòn. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hơn ai hết, ông hiểu rõ tầm quan trọng sinh tử của trận đánh này, nên đã ra lệnh cho toàn thể quân nhân phải giữ vững An Lộc bằng mọi giá. Chuẩn tướng Lê Văn Hưng đã thề nguyền với ba quân rằng ông sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ An Lộc không rơi vào tay quân giặc.
Chúng ta cũng phải ca ngợi tinh thần hy sinh đồng cam cộng khổ của các cố vấn Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy của tướng James Holloway, tư lệnh quân viện vùng 3 chiến thuật. Và chính sự có mặt của đại tá William Miller, cung tổng tổng cố vấn của sư đoàn 5 bộ binh tại chiến trường này, đã làm cho binh sĩ vững tin rằng họ sẽ không cô đơn và sẽ nhận được sự yểm trợ phi pháo hữu hiệu. Chính tướng Holloway đã chỉ thị cho các cố vấn: hãy kìm chúng lại, tôi sẽ cho không quân tiêu diệt chúng. Hãy cho tôi mục tiêu để đánh bom và chúng ta sẽ tiêu diệt tất cả để giành chiến thắng. Sau gần 3 tháng chịu trận trước nhiều đợt bắn phá đủ các loại pháo, hỏa tiễn hiện đại của quân địch được Liên Xô và Trung Cộng viện trợ mà chưa bao giờ xuất hiện trước đây tại chiến trường Việt Nam, cùng nhiều đợt tấn công biển người và xe tăng thiết giáp T-54 tối tân, sư đoàn 5 bộ binh và các đơn vị tăng phái đã giữ vững được thị xã An Lộc. Cộng quân đành phải thất thủ trước sự chống trả mãnh liệt và tinh thần chiến đấu quả cảm của các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Chiến thắng vẻ vang trong cuộc chiến Bắc Cần Sứng khi một người lính Việt Nam Cộng Hòa phải chống chọi với 6 tên địch quân. Quân trú phòng ban đầu của ta gồm Trung đoàn 8 thuộc Sư đoàn 5 Bộ binh, sau đó được tăng cường thêm Lữ đoàn 1 nhảy dù, Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù, Liên đoàn 3 biệt động quân. Cùng binh sĩ tiểu khu Bình Long đã chứng minh được sự trưởng thành vượt bậc trong chiến đấu. Chiến thắng này cũng có sự góp sức của các đơn vị thuộc Sư đoàn 9, Sư đoàn 18 và Sư đoàn 21 Bộ binh tăng cường hành quân quấy nhiễu và giữ an ninh trục lộ bên ngoài Lộc Ninh. Vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975, khi Tổng thống ban ngày Chu Văn Minh ra lệnh cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng đầu hàng vô điều kiện, chứng tướng Lê Nguyên Vĩ, vị tư lệnh cuối cùng của Sư đoàn 5 Bộ binh, đã tức tử nghẹn ngào cho binh sĩ giải tán và ông rút vào phòng riêng, dùng súng từ kết liễu đại mình, chứng minh cái khí phách hào hùng lẫm liệt của một người làm tướng miền Nam, tận trung với Tổ quốc cho đến hơi thở cuối cùng. Sư đoàn 5 Bộ binh với hơn 20 năm chiến đấu và trưởng thành đã góp phần rất lớn vào sự nghiệp chiến đấu bảo vệ quê hương Tổ quốc khu dân miền Nam. Cùng chịu chung một số phần đau thương của dân tộc, những quân nhân sư đoàn 5 đã phải ngậm ngùi buông súng. Tất cả các sĩ quan còn kẹt lại thì bị lùa vào các trại tù mệnh danh là tập trung cải tạo để chịu đo đài khổ nhục hàng chục năm dài. Tham mưu trưởng cuối cùng là đại tá Từ Vấn và nhiều sĩ quan khác đã phải bỏ mạng trong lao tù. Anh em thương phế binh đã hy sinh một phần thân thể cho Tổ quốc bị đẩy ra bên lề xã hội. Nhưng trong lòng những người chiến sĩ từng mang phù hiệu số 5 đỏ trên vai áo, thì niềm hãnh diện được là người lính sư đoàn 5 bộ binh vẫn mãi mãi không phai mờ trong tâm trí họ.